Ok. Tiếp nhá. Còn nốt tí này thôi. Vậy anh này ta áp dụng với cao quá thì tạo thành COOK. COOK số 1,1. Thế mình bấm ra được mầm muối luôn. Nhá, mầm muối này. 0,1 nhân mở ngoặc đơn 44 cộng 39 cộng 44 cộng 39 bằng 16,6 ạ. Vậy mầm muối bằng 16,6. Đây, 16,6 loại. 16,6. Ok. Ai, tiếp tục. Sang câu 70. 7,5 điểm. 70, 7,5 điểm. Câu này cũng cứng phết. Hello Minh Anh. Hóa tan hoàn toàn M gam nhung. M gam nhung. Số mol nhung bằng M chia cho 2/7. 620 ml dung dịch H2O3. Số mol H2O3 bằng 1 nhân với lại 0,62 bằng 0,62. Vừa đủ. Thu được hỗn hợp X cùng 2 khí. X 2 khí. Dung dịch Y chứa 8 mg muối. Lưu ý nhé. M lát. Ô thì thích đầu thể nuột cực. Ổn chưa các em? Ổn, các em thấy ổn chưa? Thế đợi một tí nhá, đợi một tí cho nó ổn ổn nhá. Đợi một tí tẹo cho nó ổn ổn. Các em bấm máy tính đi, ở nhà giải chưa? Lúc đấy nó giải hết chưa? Hả? Ngoan thế nào, giải hết chưa? Cách thầy làm nhanh lắm. Không phải đứa nào cũng biết được cái chiều này đâu. Ok chưa? Ở đây thì có này. Hai khí này. Chập chờn á. Chập chờn thì khó nhỉ. Được chưa? Thế em nhìn nhá. X này, hai khí này cộng với này dung dịch Y chứa 8 mg muối. Y dung dịch 8 mg. Vậy 8 mg chắc chắn trong này có AlNO3 3 lần. Bảo toàn số mol là M chia 27. Thì khối lượng của nó là nhân với lại 27 cộng 62 nhân 3 bằng 213. Thì bằng chia 27 bằng 7,888. Mà đề bài nó là 8M. Thế mà muối AlNO3 chỉ có 7,888M thôi. Video này chứng tỏ là còn NH4 NO3. Khối lượng của NH4 NO3 bằng 8M trừ đi 2,13 M phần 27 thì bằng 8 trừ đi 2,13 chia 27 bằng 8 1/9 M/9. Suy ra số mol là M chia cho 9, M chia 9 chia cho 80, M chia 7 mới 20. Vậy số mol này là M chia 27 này. Số mol này là M chia 7 20. Một cháu xong nhá. Dĩ nhiên phản ứng này có cộng được. Dĩ nhiên phản ứng này có cộng được. Được chưa? Thế giờ thì nhìn này có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là sản phẩm sinh ra có hydro. Trường hợp thứ hai sản phẩm sinh ra không có hydro. Bây giờ thầy sẽ chọn cái sản phẩm là giả sử như sản phẩm sinh ra không có hydro. Giả sử nhé. Giả sử nếu từ giả sử này sai thì B hoặc D đúng. Được chưa? Thế giả sử không sinh ra có hydro đi. Thì mình có này. Mình có đi bảo toàn hydro. Hai khí này không có hydro. Được chưa? Thì mình bảo toàn hydro mình tìm được hydro theo mà. Trong này 0,62 nhá. Hydro này. Trừ đi M chia 720 nhân 4. M chia 720 nhân 4. 1 chia 720 nhân 4 bằng 1 chia 180. 0,62 trừ đi 1 chia 180 trừ đi M chia 180. Ở đây có 2 rô nên phải chia cho 2.
Được chưa? Đến đây thì thực hiện bảo toàn khối lượng. Được chưa? Đến đây thực hiện bảo toàn khối lượng. Thì có m gam nhôm cộng 0,62 nhân 63 bằng m gam hỗn hợp x. M gam hỗn hợp x cộng với 8 m gam dung dịch y cộng với nước 0,62 chia cho 2 bằng 0,31 trừ đi m chia 360 nhân 18. Được chưa? Vậy đây mx thì tính được theo m. Mx tính được theo m. Mx mà tính được theo m thì cũng chưa làm được gì. Đúng không? Mx tính theo m thì cũng chưa làm được gì. Bởi vì ở đây là m thằng x này tính theo m mà. Thành nghĩ là chúng ta nên đi tìm. À đây đây đây, đây chết rồi. Cho dịch NaOH dư vào y thì thấy có 29. Đây y đây. Thôi thiếu thì chưa dùng được cái này. Giờ thì tìm m đã là sao? À, NaOH dư vào y 29,84 gam NaOH phản ứng. 29,84 chia 40 0,746. Nhôm mà cộng với NaOH dư thì tạo thành Na Al OH 4 lần. NH4O3 cộng với NaOH dư thì tạo thành NH3. Vậy thằng này tiêu tốn mất là, đúng chưa? Vậy ở đây này, bảo toàn nhôm này thì là M chia 27 này. Đây bảo toàn NH4 thì là M chia 720. Đến đây mình tìm được M. Được chưa? Bảo toàn nhóm OH. Bảo toàn nhóm OH thì có M chia 27 nhân 4 cộng M chia 720 thì bằng 0,746. Đến đây thì tìm được M. 4 chia 27 cộng 1 chia 720 bằng 0,746 nhân chia N 4,988. Được chưa? M nhôm bằng 4,988. Hơi lẻ nhỉ? 0,746. Hình như đề này sai. Hình như đề này sai các em ạ. Đề này số này ra hơi lẻ. Thầy nghi đề sai lắm. Thầy nghi đề này sai. Chỗ này là 25,84 thì chuẩn hơn. 25,84 kém sửa của thầy này nhé. 25,84 thì thằng này ra 0,646. Thì mình tìm ra M xem nào. 0,646 mà nhân với mà chia cho mở ngoặc đơn 4 chia 27 cộng 1 chia 720 bằng 4,32. Đấy, M này chuẩn này. M bằng 4,32. Vậy thì tìm được N chia cho 27 bằng 0,16. Đấy, M 4,32 chuẩn. Vậy đến đây thì tìm được MX nha. MX bằng M 4,32 cộng với 0,62 nhân 63 trừ đi 8 nhân 4,32 trừ đi 0,31 trừ đi 4,32 chia 360 tóm lên nhân 18 bằng 3,456. MX 3,456. Đấy. Được chưa? Giờ thì đến bước tiếp theo đi bảo toàn E. M bằng 3 bằng 4,32 nhé. Vậy thì đi tìm số mol đã. 4,32 chia 27 tí bấm cho dễ 0,16. Số mol thằng này cũng bằng 0,16. Số mol N4N3 là 4,32 chia cho 720 bằng 6,53 0,006. Và thế đi dùng biểu thức bảo toàn E.
bảo toàn E thì ta có xung quanh nhôm nhân 3, 0,16 nhân 3. Đúng chưa? Mà thực ra chưa cần. Bảo toàn nitơ cũng được. Bảo toàn nitơ này. 0,62, bảo toàn nitơ trước đi. Bảo toàn nitơ nhanh hơn. 0,62 này. Trừ đi 0,06 nhân 2. 0,62 thì bằng số mol nitơ trong X cộng với 0,16 nhân 3 cộng với 0,006 nhân 2. Có 2 nitơ này. Vậy nên mình tìm được số mol nitơ trong X. 0,62 trừ đi 0,16 nhân 3 trừ đi 0,006 nhân 2 bằng 0,128. Giờ bấm máy tính thử là nhanh nhất kìa em ạ. Bấm máy tính thử nhanh, hoặc A hoặc D, C. Mình bấm hệ. Giả sử A. Để tránh đỡ tốn nhiều thời gian ý, giả sử A đi. NO là 30 cộng 30 này. NO2 là 46 này. Khối lượng của nó thì bằng 3,456 này. Số mol này. Thằng này có 1 nitơ là 1 này. 1 nitơ là 1 này. Anh này bằng 0,128 này. 0,1 âm loại. Thấy chưa? Trường thứ hai, NO và N2O. NO là 30. N2O là 44. Vẫn như vậy nhá. Bên trong này có 1 nitơ này, trong này có 2 nitơ này. 0,08, 0,024, đấy luôn đáp án C. Nhanh chưa? Thấy không? Thấy những điều chưa kinh điển lắm. Câu này là một câu khó đấy các bạn. Câu là một câu cực kỳ khó đấy. Ô, dạng vô cơ siêu khó luôn. Mình có sang câu 71 nhá. Mình điện thoại thầy vừa nãy nó thông báo còn 20% thôi. Thế nên là hôm nay mình sẽ chữa live stream cho đến lúc nào điện thoại thầy sập nguồn. Ok. Chữa đến bao giờ sập nguồn thì thôi. Dậy đến sập nguồn thì thôi. Câu 71. 71. Thì còn lại những câu nào thì thầy gửi file đáp án chi tiết cho chúng ta nhá. Hỗn hợp X gồm các câu cuối thì càng ngày càng dễ thôi. Magie 0,1, nhôm 0,04, kẽm 0,15, tác dụng HNO3 loãng dư, thu được dung dịch có khối lượng tăng là 13,23 gam, mà dung dịch tăng bằng 13,23 gam. Chẳng biết iPhone X trụ được bao nhiêu. Mình xem, mình test khối lượng của bọn kim loại này. 0,1 x 24 cộng 0,04 x 27. Lúc nãy này sạc nguồn rồi ấy. 0,15 x 65. Ôi đúng bằng 13,23 này. Cái biểu này M dung dịch tăng mà lại chính bằng M kim loại. Điều này tương đương với chắc chắn trong gì có tồn tại NH4, NO3. Và không có sản phẩm cự dinh ra. Không có khí. Vậy nên bảo toàn E là nhanh rồi. Đúng không? Tổng nghe trao đổi chia 8 mà ra là số mol N4 rồi. Magi nhường 2 e. 0,1 nhân 2 cộng nhôm nhường 3 e. 0,04 nhân 3 cộng kẽm 0,15 nhân 2 bằng 0,62 chia cho 8, N4 N3 là 8. 0,0775. Được chưa? Thế số mol N4 N3 thì bằng 10 lần thằng này. 0,075 nhân với 10. 0,075. Đúng chưa? Đáp án đúng đáp án. C. Rất dễ. Được chưa? Ok, thank you mấy anh. Thầy còn nhiều chiêu kinh lắm. Thế câu này cả lớp hiểu không nhỉ? M kim loại này bằng M dung dịch tăng này, chứng tỏ không có khí. Khí bay ra thì M dung dịch nó phải tăng nhỏ hơn 13,23 chứ. Không khí chứng tỏ chỉ có N4N3 thôi. Vì không có khí sinh ra mà. Các con ngảo à, không có khí sinh ra chắc chắn còn đỡ 4 và 3. Nhưng thầy có một mẹo nữa thì thầy các em còn kinh khủng hơn. Chúng ta cứ thấy mà dê nhôm kẽm thì chắc chắn trong sản phẩm của dung dịch sẽ có nở 4 và 3. Nên đây mình bảo toàn em mà dê lên mà dê dương 2, nhôm nhôm dương 3, kẽm lên kẽm dương 2. 0,1 x 2, 0,4 x 3, 0,15 x 2. Nở 4 và 3 thì nó nhận 8, đây dương 5, về trừ 3, nhận 8. Vậy lấy cái tổng e đấy, chia cho 8 nó ra 0,00775. Được chưa? Thế mình lại có là số mol nở 3 ấy. Thì nhân lên với lại 10 lần số mol N4N3 là ra này. Còn nếu không các em thích thì em có thể bảo toàn được.
MgNO3 hai lần nhá. Thế này 0,1 này. AlNO3 3 lần này. Thì này 0,04 này. Thế này ZnNO3 hai lần này thì 0,15. Thì em không dùng công thức đấy, thì em lấy 0,1 x 2 cộng với 0,04 x 3 cộng với 0,15 x 2 cộng 0,00775 nhân với lại 2 thì cũng ra bằng 0,7775. Được chưa? Tiếp nha. Sang câu 72 này. Tán điệu đấy. Hỗn hợp M của một ethen no đơn chức. Một ethen no đơn chức. No đơn chức với công thức tổng quát nó là CnH2NO2 và 2 amin no đơn chức bạch hỏa XY đồng đẳng kế tiếp. 2 amin no đơn chức đồng đẳng kế tiếp thì cứ cho là CKH2K cộng 3N đi. MX nhỏ MY đốt cháy đằng này thì thu được nitơ nước CO2. Mình tìm được số mol của nước bằng 5,04 chia cho 18 bằng 0,28. Số mol của CO2 bằng 3,584 chia cho 2,4 bằng 0,16. Thầy chưa, thầy chưa có thời gian làm gì cả. Thầy chỉ có đi dạy off về xong rồi live stream dạy bọn em. Được chưa? Để mấy hôm nữa thầy chữa nhá. Thầy sẽ chữa hết. Đơn giản mà. Mình nhìn này. Bọn này bọn ethanol đơn hợp cháy cho tao số mol nước bằng số mol CO2. Thế nhưng đây mình nhìn thế này. Số mol nước là lớn hơn số mol CO2. Vậy sự lớn hơn này là do bọn amin. Được chưa nào? Sự lớn hơn này là do bọn amin. Lưu ý nha. Thế đây là amin no đơn hợp. Thì mình luôn luôn có là N nước trừ N CO2 chia cho 1,5 thì bằng N amin. Vậy đây thì tìm được N amin. 0,28 trừ 0,16. 0,28 trừ 0,16 chia 1,5. 0,08. Anh em bằng 0,08. N amin bằng 0,08. Ok chưa? Ok chưa? Thế thì với N amin bằng 0,08 đề bài yêu cầu chúng ta xác định phân tử khối của X. N amin 0,08 thì suy ra được N của nitơ luôn. 0,08 x 1 chia 2 bằng 0,04. Ok chưa nào? Thế vậy anh này bằng 0,08 này, suy ra tổng số mol của bọn này thì đặt là A. Thế nó phải lớn hơn 0,08. Đúng chưa? Và do A lớn hơn 0,08 nên thầy tìm được số nguyên tử carbon trung bình thì phải bằng số mol CO2 là 0,16 chia cho A. A lớn hơn 0,08 vậy suy ra thằng này phải nhỏ hơn 0,16 chia cho 0,08. A lớn hơn thì nó đổi ngược rồi, bằng 2. Carbon trung bình mà nhỏ hơn 2. Carbon trung bình nhỏ hơn 2, vậy chắc chắn là có một thằng phải nhỏ hơn 2, chứng tỏ là một carbon. Dĩ nhiên, nghe kỹ nhá. Este này thì N là phải luôn luôn lớn hơn bằng 2. Được chưa? Vậy điều này chứng tỏ là este phải lớn bằng 2 rồi, vậy chắc chắn phải có một amin bắt buộc là C1. Bởi vì chỉ có amin no mới được vậy thôi. C1 vậy nó là bằng bao nhiêu? CH5 nào. Đề bài hỏi amin no đơn chức mạch hợp được MX nhỏ MY. Vậy đây là amin nhỏ nhất. Đề bài hỏi khối lượng phân tử của amin nhỏ nhất CH5 nào. Tính luôn. 12 cộng 5 cộng 14 bằng 31. Đáp án đúng đáp án này. Dễ không? Em nên nhớ rằng đây là những câu vận dụng cao đấy. Những câu cực kỳ khó đấy. Mà thầy chữa cho các bạn. Hiểu không nhỉ? Este cháy nước bằng CO2 nhưng độ chênh lệch nước và CO2 này là do thằng amin. N nước trừ N CO2 trừ 1,5 bằng N amin 0,8. Hỗn hợp cùng amin và este nên chắc chắn số mol phải lớn hơn 0,8. Số nguyên tử carbon trung bình thì bằng số mol CO2 chia tổng số mol. Do A lớn hơn 0,8 nên 0,16 chia cho 0,8 phải lớn hơn 0,16 chia A. Nó bằng 2. Thằng này ui còn 10% pi. Còn 10% pi. À, lớn hơn 1. Vậy chắc chắn đây không phải công thức của ete mà bắt buộc phải là công thức của amin. Vậy amin nhỏ nhất chỉ có thể là xét năm nào. Xong. Thầy còn 10% tin tôi các em ơi. Cố gắng. Câu 73, không biết có làm được câu 76 không. Lên men mở gam tinh bột thành ăn acetylic. Tinh bột thì đây viết tắt công thức của nó là C6H10O5. Tất cả n lần thì để C6M5 thôi. Lên thành ăn acetylic hiệu suất cả quá trình là 75% và 0,75. Lượng CO2 sinh ra vậy thinh được 2 đằng CO2.
tách tiếp CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch CaOH 2 lần. Ở đây lưu ý không có tử dư. Thì thu được 50 gram kết tủa, với kết tủa chúng ta chắc chắn kết tủa CaCO3. 50 chia 100 thì bằng 0,5. Và dung dịch X. Khi mà có tử dung dịch X này thì nghi ngờ. Nghi ngờ có khả năng cao là có CaH CO3 2 lần. Thêm NaOH vào X thì thu được kết tủa là kết tủa CaCO3. Để kết tủa là mắc nhất thì cần tối thiểu NaOH là 0,1 mol. Cái chỗ này rất nhiều bạn đi nhầm. Thế em non thấy chữa nhé. Nhìn kỹ này. Mình có này. Nhìn kỹ nha. Bản chất là thằng HCO3 trừ, thì cái đặt thằng này la đi, đớp nhau với OH trừ để tạo thành CO3 2 trừ. Số OH CO3 trừ 2A, OH trừ là 0,1. Vậy CO3 2 trừ của thầy hoặc là bằng 2A hoặc là bằng 0,1. Nhưng đề bài nói lượng NaOH là min nhất, có nghĩa thằng này nhỏ nhất. Vậy nó bằng 0,1 luôn. CO3 2 trừ là 0,1. CO3 2 trừ là 0,1. Sinh ra nó sẽ tác dụng với canxi 2 cộng A 0,1 để tạo thành kết tủa là mắc nhất. Kết tủa lớn nhất khi và chỉ khi canxi 2 cộng bị kết tủa hết. Nhớ nhá, kết tủa lớn nhất khi và chỉ khi canxi 2 cộng bị kết tủa hết. Canxi 2 cộng mà bị kết tủa hết thì tương đương việc là A phải bằng 0,1. Vậy thằng này bằng 0,1. Hiểu chưa? Đến đây mình có bảo toàn carbon 0,1 x 2 bằng 0,2 cộng 0,5 bằng 0,7. Thầy nhớ câu này năm ngoái thầy chữa, có nhiều bạn bỏ sai. Nhưng mà sau đó, một tuần sau các bạn nhắn tin lại cho bạn là các thầy cô của bạn ấy chữa sai. Rất nhiều thầy cô chữa sai của này. Rất nhiều thầy cô. Thế nên mình có 0,7 này. Suy ngược lại này. 0,7 x 1 chia 2 thì bằng 0,35. Kem lưu thầy thuận nhân nghịch chia, chia cho 0,75. 0,35 mà chia cho 0,75. Được chưa? Nhân với 1.62. 75,6 gam. Đáp án đúng đáp án B. Bỏ. 75,6. Chà. Thế cứ chữa tiếp nhá. Sang câu 74. Lúc nào máy sập nguồn thì chấp nhận vậy. Hấp thụ hoàn toàn 896 ml CO2, mình tìm được số mol CO2. 0,896 chia 2,4. 0,04. 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm BaOH 2 lần. 0,1 nhân 0,2 bằng 0,02 và NaOH 0,3 nhân 0,02 bằng 0,06. Thu được dung dịch X với kết tủa Y. Thế mình lưu ý giờ mình đi tìm OH trừ chia CO2 bằng 0,02 nhân 2 bằng 0,04 cộng 0,06 bằng 0,1 chia 0,04 thì nó bằng 2,5. Lớn hơn 2. Lớn hơn 2 chứng tỏ chỉ tạo thành muối CO3 2 trừ và OH trừ. Thầy đi bảo toàn nhé. Carbon CO2 0,04. Bảo toàn điện tích trong này là 0,1 trừ đi 0,04 nhân 2. Vậy là 0,1 trừ 0,08 thì còn 0,02. Được chưa? Vậy là có OH trừ CO3 2 trừ này. Trong đó CO2 2 trừ là cộng nhau với Ba2 cộng. Số mol Ba2 cộng bằng 0,02. Vậy kết tủa của mình là kết tủa BaCO3. Số mol là 0,02. Vậy lúc này CO3 2 trừ còn dư 0,04 trừ 0,02. Còn 0,021. Vậy kết tủa Y là BaCO3. Số mol là 0,02 nhưng không quan tâm. Dung dịch X gồm. Gồm nào? Ba hết rồi. Na cộng 0,06. CO3 2 trừ. CO3 2 trừ dư 0,02. Và gì nữa? OH trừ dư 0,02. Được chưa? Bây giờ thêm từ từ H cộng. H cộng cho từ từ. Đến khi xuất hiện khí. Đến khi xuất hiện khí có nghĩa là H cộng đầu tiên ăn OH trừ hết này. 0,02 này. Sau đó H cộng ăn CO3 trừ, bởi vì từ từ đến nó tạo thành HCO3 trừ. Đến khi xuất hiện khí có nghĩa là thằng H cộng vừa hết khi tạo thành HCO3 trừ.
Được chưa? Vậy là tỷ lệ 1:1 là ăn 0,02 nữa. 0,02 cộng 0,02 bằng 0,04. 0,04 mà chia cho 0,5 thì bằng 0,08. Đáp án đúng đáp án. Bê bỏ. Hiểu không nhỉ? Chỗ này các em hiểu nhá. Đầu tiên là OH trừ ăn H cộng để tạo thành HCO3 trừ này. Sau đó CO3 trừ cộng H cộng để tạo thành HCO3 trừ. Ở đây có cụm từ là đến khi xuất hiện khí. Có nghĩa là lúc này H cộng vừa hết. Thì bắt đầu là có một cái thằng H cộng nó chạm với HCO3 trừ để tạo thành khí đúng không? Là CO2 cũng nước ấy mà. Thế có nghĩa là lúc này mà khi mà vừa mới tạo thành khí chứng tỏ H cộng vừa hết. Có cái thằng này ăn thằng này vừa hết không phải còn 2 nữa. Thì nó bằng 1,4. Ok. Sang câu 75. Cho các nhận xét sau. Phân đạm amoni không liên bón cho đất chua. Chính xác. Amoni là N4 cộng. Thằng này có tính axit nên không liên bón cho đất chua. Nó làm cho đất bị thêm axit hóa. Độ dinh dưỡng của phân lân được tính bằng phần trăm phốt pho sai. Phần trăm P2O5 nhé. Thành phần chính của super phốt phát kép là CaH2P4 2 lần và CaS4 sai. Nó chỉ là CaH2S4 2 lần thôi. Người ta dùng loại phân bón kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây. Đúng, chính xác. Cho thực vật cũng là một loại phân kali vì chứa K2CO3. Đúng, chính xác. Amophos là một loại phân bón phức hợp. Amophos là một loại phân bón phức hợp. Cái này đúng. Amophos là của NH2PO4 và NH4 2 lần HPO4, nó là phân bón phức hợp. Vậy số phát điệu sai. 1, 2. Ơ, chỉ có 2 thôi. 1, 2. 2 phát điệu sai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chua này. Phần trăm phốt pho. Kép này. Kali tăng cường sức chịu hạn cho cây này. Kali tăng cường sức chịu hạn cho cây này. Đúng rồi. Rồi đúng, đúng. Vậy sai mình là có hai thằng thôi. Đáp án đúng mình đáp án C. Ok chưa cả nhà? Thế sao? Khả năng cao câu 76 này khá là mệt nhỉ. Chốc này thì gửi chúng ta file đáp án nhé. Được chưa? Giờ thầy chữa nốt cho chúng ta câu 77 của lý thuyết thôi. Cho X, Y, Z, T là bốn chất khác nhau trong các chất sau. Em nhìn, các em không cần nhìn nhiều, các em chú ý cho thầy vào pH thôi. Trong này có một thằng duy nhất pH nhỏ vậy, chứng tỏ nó phải là axit. Trong tất cả bọn này chỉ một thằng có tính axit. Vậy đây là T, C6H5 hoặc là T. T là C6H5N2 loại. Vậy Y là C6H5 hoặc loại tiếp. Không, cái mấy câu này dễ lắm. Còn bốn câu này để lại thì tí nữa là thầy gửi cái file đáp án lên cho cả nhà. Tiếp tục này. Vậy còn lại bọn này, bọn còn lại là bọn có tính bao giờ? X, Y, Z, mình nhìn thằng Z là có tính bao giờ mạnh nhất. Bazơ mạnh nhất. Bởi vì là pH lớn nhất. Trong bọn này, thằng nào tính bazơ mạnh nhất? CH5N2. Vậy điều này chứng tỏ Z là CH5N2. Đáp án đúng đáp án C. Mức lấy 9 điểm. Ok, còn lại file giải thì thầy sẽ gửi cả nhà sau nhá. Mình tạm ngừng ở đây. Hôm nay thầy chịu đây 9 điểm thôi, vì điện thoại thầy cũng sập nguồn mất rồi. Sắp sập nguồn rồi. Thầy sẽ cố gắng thầy tắt đi để mà cho nó được loát lên để cho các em nhá. Bye bye, chào cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Nhớ tối thứ hai thi thử. Tối thứ hai là một đề mới đấy, cực kỳ hay. Bye bye.